Ok, chào mừng tất cả mọi người lại quay trở về với cái kênh nhỏ của tôi ngày hôm nay. Và đã rất là lâu rồi, tôi cũng chưa làm một video clip review manga nào cả. Cho nên ngày hôm nay thì các bạn cùng tôi review qua 23 tập truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ của tác giả Koyoharu Gotouge và được phiên dịch bởi Ishimi Rimi nhé. À, mà lưu ý với các bạn nha, là trong video clip này tôi sẽ không có đề cập tới những phần quà tặng đặc biệt dành cho các tập truyện cũng như là phiên bản đặc biệt ở một số tập truyện nha. Lý do là bởi vì tôi cảm thấy khá là thừa, cho nên là tôi đã tuyển dòng luôn tất cả những phần quà tặng, bao gồm có Lockly cũng như là poster. Tôi cũng không biết là có bạn nào giống tôi hay không, nhưng mà cá nhân tôi á, khi đi mua truyện á, thì tôi cũng mong là cái quyển truyện tôi mua đó sẽ không có quà tặng kèm. Bởi vì tôi cảm thấy những phần quà tặng kèm nằm trong những quyển truyện á, nó rất là thừa luôn á các bạn. Vấn đề về quà tặng kèm dành cho truyện tranh cũng như là light novel á, thì chắc tôi sẽ dành một video clip riêng để nói về vấn đề này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với chủ đề chính trong video clip của ngày hôm nay thôi. Ok, thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần bìa của từng quyển truyện trước nhé. Ok, và trước mắt các bạn đây chính là tập số 1 của truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ với tiêu đề Tàn Khốc. Tổng quan phần bìa rồi, phần bìa bên trong của tập số 1. Tập số 2 với tiêu đề là Ngươi Là. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 2. Tập số 3 với tiêu đề là Khích Lệ Bản Thân. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 3. Tập số 4 với tiêu đề là Lưỡi Gươm Mạnh Mẽ. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 4. Tập số 5 với tiêu đề là Xuống Địa Ngục. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 5. Tập số 6 với tiêu đề là Phán Xét Của Các Trụ Cột. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 6. Tập số 7 với tiêu đề là Giao Chiến Nơi Chật Hẹp. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 7. Tập số 8 với tiêu đề là Sức Mạnh Của Thượng Huyền, Sức Mạnh Của Trụ Cột. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 8. Tập số 9 với tiêu đề Đại Chiến Dịch Xâm Nhập Phố Đèn Đỏ. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 9. Tập số 10 với tiêu đề Người Và Quỷ. Tổng quan phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 10. Tập số 11 với tiêu đề Hỗn Chiến. Phần bìa rồi, phần bìa bên trong của tập số 11. Tập số 12 với tiêu đề Các Thượng Huyền Tập Hợp. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 12. Tập số 13 với tiêu đề Biến Đổi. Phần bìa rồi, phần bìa bên trong của tập số 13. Tập số 14 với tiêu đề Mu Chầm Mùi Chiro. Phần bìa rồi, phần bìa bên trong của tập số 14. Tập số 15 với tiêu đề Bình Minh Dâng Lên, Mặt Trời Chiếu Rọi. Phần bìa rồi, riêng quyển số 15 này của tôi á, thì phần bìa rồi gồm có hai mặt lận các bạn. Đây, phần bìa bên trong của tập số 15. Tập số 16 với tiêu đề Bất Diệt. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 16. Tập số 17 với tiêu đề Những Người Kế Tục. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 17. Tập số 18 với tiêu đề Ký Ức Trỗi Dậy. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 18. Tập số 19 với tiêu đề Cánh Bướm Sao Động. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 19. Tập số 20 với tiêu đề Trái Tim Kiên Định Dẫn Lối. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 20. Tập số 21 với tiêu đề Ký Ức Xa Xăm. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 21. Tập số 22 với tiêu đề Vòng Xoay Vẫn Mệnh. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 22. Cuối cùng là tập số 23 với tiêu đề Vượt Qua Tháng Năm, Sinh Mệnh Tỏa Rạng. Phần bìa rồi, bìa bên trong của tập số 23.
Về nội dung á, thì tôi nghĩ chắc nhiều bạn cũng đã biết quá rõ rồi. Đây là câu chuyện kể về cuộc hành trình của Tanjiro trong việc tìm cách biến em gái Nezuko của mình trở lại làm người. Sau khi Nezuko bị biến thành quỷ và cả gia đình Tanjiro bị sát hại một cách dã man. Tiếp sau đó, Tanjiro gia nhập sát quỷ đội để đi truy tìm cho bằng được kẻ đã sát hại gia đình của cậu, chính là chú quỷ Kibutsuji Muzan. Về mặt tổng quan á, thì tôi sẽ chia câu chuyện này ra làm 8 hồi truyện chính và tôi sẽ cố gắng để không spoil những tình tiết quan trọng để các bạn còn có trải nghiệm để đọc truyện cũng như là xem anime nữa. Ok, chúng ta hãy tổng hợp qua các hồi truyện nhé. Hồi truyện đầu tiên mở đầu bằng việc gia đình của Tanjiro bị quỷ sát hại, em gái Nezuko của cậu đã trở thành quỷ. Tiếp sau đó là hành trình tập luyện vất vả, trở thành thành viên của đội diệt quỷ, một sát quỷ nhân, đi tiêu diệt những con quỷ hại người, đồng thời truy tìm kẻ đã sát hại cả gia đình cậu, chú quỷ Kibutsuji Muzan. Hồi truyện thứ hai chính là sự kiện đối đầu với hạ quyền ngũ Rui tại núi Natagumo. Hồi truyện thứ ba chính là phán xét của các trụ cột bởi vì họ đã phát hiện ra Tanjiro mang theo một con quỷ bên mình, chính là em gái của cậu Nezuko. Tiếp sau đó là công cuộc rèn luyện và hồi phục sau trận chiến với hạ quyền ngũ Rui. Hồi truyện thứ tư, chuyến tàu vô tận. Đây chắc hẳn là một hồi truyện hết sức là quen thuộc nếu mà các bạn đã xem movie ở rạp rồi. Ngoài bộ tứ quen thuộc bao gồm Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke ra, chúng ta còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, đó chính là viêm trụ Rengoku Yojiro. Cả bốn người họ sẽ phải đối đầu với hạ huyền nhất Emu và một kẻ siêu siêu mạnh thuộc hàng ngũ của thượng huyền nguyệt quỷ. Hồi truyện tiếp theo chính là Kỷ Viễn Trấn, thì anime của hồi truyện này cũng mới vừa kết thúc gần đây luôn đó các bạn. Cụ thể thì trong hồi truyện này, bộ tứ Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke sẽ đồng hành cùng với âm trụ Uzui Tengen để đi tiêu diệt một con quỷ cực kỳ mạnh trú ngụ tại nơi này. Và đó không ai khác chính là Thượng Huyền Lục. Hồi truyện tiếp theo chính là hồi truyện tại làng Thời Rang, sắp tới sẽ được chuyển thể thành anime luôn đó các bạn. Và tại đây, sát quỷ đội cũng như là Tanjiro sẽ phải đối đầu với hai Thượng Huyền Nguyệt Quỷ tiếp theo, đó chính là Thượng Huyền Ngũ Yoko và Thượng Huyền Tử Hatengu. Sau hồi truyện này thì tất cả các sát quỷ nhân sẽ phải bước vào công cuộc tập huấn với các trụ cột để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cũng chính là hồi truyện cuối cùng khi mà họ sẽ phải đối đầu với tất cả các con quỷ thượng huyền còn lại cũng như là chú quỷ Kibutsuji Muzan. Để sau cùng á thì cuộc chiến kết thúc, họ đã có một cuộc sống hạnh phúc và đầy viên mãn. Và thậm chí chúng ta còn có cả một hồi truyện nói về con cháu của họ sau này nữa các bạn. Theo nhìn đánh giá cá nhân của tôi á thì Thánh Gươm Diệt Quỷ không chỉ là một câu chuyện hay, lôi cuốn mà yếu tố về cảm xúc cũng như là nội tâm nhân vật trong câu chuyện này cũng được tác giả Koyoharu Gotoge khắc họa rất là tốt luôn ấy. Đó mới thật sự là yếu tố làm nên sự thành công của đầu truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ này, thu hút được nhiều fan hâm mộ không thua kém gì so với những bậc đàn anh đi trước như là đầu truyện Naruto của tác giả Masashi Kishimoto hay là Bleach của tác giả Tai Kubo, hay xa hơn nữa chính là Dragon Ball của tác giả Akira Toriyama. Ngoài 23 tập truyện chính ra thì chúng ta sẽ còn có 2 tập của phiên bản tiểu thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ, cùng với đó chính là tuyển tập truyện ngắn của tác giả Koyoharu Gotoge. Thì cả 3 quyển này á tôi cũng đã từng review ở trong video clip trước đó rồi, các bạn có thể xem lại ở chi bên trên á. Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn trình bày với các bạn trong video clip review kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới của tôi nhé. Bye bye.